kênh Bonsai Cần Thơ. Chào các bạn và anh chị, rất vui được gặp lại các bạn và anh chị trên kênh. Hôm nay kênh có đến khu vực Bình Tân, Vĩnh Long để giới thiệu cho các bạn giao lưu một số cây kiển, cây cảnh, cụ thể là cây mai chiếu thủy đột biến chung nuôi nha các bạn. Xin mời. Với những cây mai chiếu thủy dạ, em chào anh Hoài. Hôm nay em có về là 20 cặp mai chiến thủy chung nuôi đột biến để giao lưu cùng các cô, các chú, các anh, các chị. Địa chỉ của em là ở ấp Thành Hòa, xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại em là 0907 970 827. Đầu tiên em giới thiệu cho các cô, các chú, các anh, các chị là cặp mai chiến thủy đột biến số 1. Rồi, mai chiếu thủy trung nguyên, trung nuôi đột biến ha. Dạ, để con Hào, con Thân đại diện cho cô chú xem. Viết hết cây rồi nha các cô chú. 13 nha các cô chú. Rồi, 13. Dạ. Chiều cao nó là 57 nha các cô chú. Rồi. Cây giờ hết cây rồi. Cây này nó hơi nhỏ. Rồi, bán theo cặp, giá nhiêu? Dạ. Cặp này con đăng 800 điều nha các cô chú. Rồi, 800 ngàn một cặp. À, chương trình con là miễn phí ship. Rồi, miễn phí ship tới nhà. Dạ, luôn ha. Dạ, rồi, con đăng okay. Điều cặp á. Rồi, đổi luôn anh ơi. Dạ. Rồi, cảm ơn nhiều luôn. Dạ. Mai chú thủy trung nuôi đột biến bà con ơi. Dạ. Cặp số 2. Số 2. Đây con Hào, ông Thân đại diện cho cô chú xem. Nó còn quá nhỏ, 13 nha các cô chú. Rồi, 13 luôn. Chiều cao nó là 59 nha các cô chú. Rồi. Cặp số 2 này cũng giá cũng 800 nha các cô chú. Tiếp tục là 800 bà con. Dạ, ơi. 800 điều. Nhiều luôn. Rồi đổi mấy anh ơi. Nó cũng vẫn có u nặng mà điều nó không lợi cây già. Bị con mót hết cây rồi cô chú ơi. Cặp số 3. Rồi tiếp theo số 3. Theo cặp luôn. Con Hạo con Thân. Rồi, Hạo Thân luôn, từ em luôn. Đại diện. À, 12 nha cô chú. Rồi. Cái này nó beo là tại cái cây mẹ của nó là cây nu da đen trung thưa. Rồi. Là nó ghép lên cái hàng đột biến này bởi cây mình nó không có bị bể nha cô chú. À, còn cái cọng dây trắng nó ốp nè. Bởi cây của con là không bị bể. Còn cây mà không ghép là bị bể nha các cô chú. Ok. Đây con Hạo chiều cao quên, Hạo chiều cao. Cao luôn, chiều con cao con nó là 60 chẳng nha cô chú. Rồi. Cũng 800 chẳng luôn nha cô chú. Tiếp tục 800 bà con ơi. Rồi đổi luôn. Rồi. Tiếp theo. Cái này nó ghép mà cô chú coi nè, ghép còn cái dấu ghép nè. Bởi nó không bị bể gốc. Cặp số 4 phải không? Số 4, số 4. Rồi, mai chiếu thủy chung luôn, một tí luôn. Rồi ok, thông số luôn ơi. Thân đại diện nó là 15 nha các cô chú. Rồi 15 luôn. Chiều cao nó 70 chẳng nha các cô rồi, chú. 70. Cặp số 4 này con cũng giao lưu với cô chú với anh chị cũng 800 luôn. Tiếp tục 800 đổi mấy anh ơi. Rồi tiếp theo luôn. Rồi, thông số luôn ơi. Dạ, Hạo thân đại diện cô chú xem. Thân đại diện nó 16 nha các rồi, cô chú. 16. Chiều cao nó là 52 nha các cô rồi. Chú. Cặp số 5 này giá cũng 800 luôn nha các cô chú. Tiếp tục 800 bà con ơi. Rồi, đổi luôn. Rồi. Tiếp theo. Số 6. Rồi, mai chiếu thủy luôn, chung luôn. Rồi bán theo cặp bà con ơi. Dạ. Chương trình con làm miễn phí ship nha cô chú. Rồi đo luôn.
thân đại diện đó 12 nha các cô chú. 12 luôn. Chiều cao là 58. Rồi. Cặp số 6 này cũng 800 luôn nha các cô chú. Rồi 800 đổi luôn mấy anh ơi. 800. Cặp số 7. Rồi, em này là số 7, chung nu luôn. Luôn. Rồi thông số của em luôn, đại diện luôn. Thân đại diện nó 12 nha các cô chú. Chiều cao nó là 59 cô chú ơi. Rồi. Cặp số 7 này cũng 800 luôn các cô chú ơi. 800 luôn bà con ơi. Rồi, đổi luôn. Rồi, tiếp theo 8. Rồi số 8 nha bà con. Rồi thông số em đại diện đây. Thân đại diện nó 15 nha các cô chú. Rồi 15. Chiều cao nó là 74 nha các cô chú. Rồi luôn. Cặp số 8 này cũng 800 luôn các cô chú ơi. Rồi đổi mấy anh ơi, 800 luôn. Rồi tiếp theo số 9. Số 9. Rồi lỗi đi, lỗi gì anh ơi? À, trung nu, chứng thủy trung nu đột biến. Rồi. Xoay luôn, xoay luôn, xoay luôn. Rồi, cho thông số em đại diện anh ơi. Thân đại diện đó là 13 nha các cô chú. Rồi, 13. Chiều cao là 61 nha các cô chú. Rồi, 61 luôn. Cặp số 9 này cũng 800 luôn. Tiếp tục 800 đổi bà con ơi. Đăng giá này cũng dễ chơi. Cặp số 10. Số 10. Rồi xoay anh ơi, xoay luôn. Rồi đó thông số luôn. Thân đại diện nó là 14 nha các cô chú. 14 chiều cao. Chiều cao nó là 55. Rồi. Cặp số 10 này con cũng giao lưu với cô chú với anh chị cũng 800 luôn. Rồi đổi mấy anh ơi. Rồi 11. Rồi, chiếu thủy ha, trung nu. Giá. Miễn phí ship. Rồi, đó luôn đây. Đại diện luôn. Hoành thân ở tại vị trí này là 17 nha các cô chú. Rồi, 17. Chiều cao nó là 66 nha các 66, cô chú. Rồi. Cặp số 11 này con giao lưu với cô chú với anh chị cũng 800 luôn. 800 luôn. Rồi, ship tới nhà. Chương trình con làm miễn phí ship. Rồi. Cặp số 12. 12. Tròn đều luôn. Ba chiếu thủy luôn bà con ơi. Rồi ok, cho em đại diện nó ơi. Thằng đại diện nó 17 nha các cô chú. Rồi 17. Chiều cao lên là 66 nha các cô chú. Rồi luôn. Cặp số 12 này cũng 800 luôn các cô chú ơi. Rồi đổi luôn mấy anh ơi. 13. Rồi em này là mai chiếu thủy luôn, 13. Số điện thoại con là 0907970827 nha các rồi, cô chú. Rồi chậm nó đi, chậm nó. Rồi mình đo luôn. Anh Hảo thân đại diện cho cô chú xem. Thân đại diện nó tại chứ này là 15, 14 nha các cô chú. Rồi 14. Chiều cao nó là 78 nha các cô chú. Rồi. Cặp số 13 này con cũng giao lưu với cô chú với anh chị cũng 800 luôn. 800 luôn, rồi đổi luôn.
số 14. Em này là 14 bà con ơi, bán theo cặp bà con ơi. Phí ship miễn phí cho bà con luôn. Rồi, đại diện nơi đo đây. Hoành thân nó tại chiếc này là 13 nha các cô chú. Rồi, 13 bà con ơi. Chiều cao là 62 nha các cô chú. 62 luôn. Rồi. Cặp số 14 này cũng giao lưu với cô chú với anh chị là cũng 800 luôn. Rồi, đổi luôn, đổi luôn. Đây là 15. 15. Mai chiếu thủy chung nu đột biến. Rồi ok, đo luôn anh ơi. Quần thân tại chiếc này 13 nha các cô rồi, chú. Rồi 13. Chiều cao là 66 nha các cô chú. 66. Cặp số 15 này con cũng giao lưu với cô chú với anh chị cũng 800 luôn. Tiếp tục 800 bà con ơi. Miễn phí ship tới nhà. 16. 16. Theo cặp nha. Rồi, cho trong số luôn đây. Thân đại diện nó là 14 nha các cô chú. Rồi, 14. Chiều cao. Chiều cao là 59 nha các cô chú. Rồi. Cặp số 16 này con cũng giao lưu với cô chú với anh chị cũng 800 luôn. Rồi, 800 đổi mấy anh ơi. Số 17. Rồi, em này là 17. Em này là 17 luôn. Mai chiếu thủy luôn, chung nuôi đặc biến. Rồi, một em đại diện anh ơi. Tất cả đều theo cặp hết á. Dạ. Thằng đại diện nó 18 nha các cô chú. Rồi, 18. Chiều cao nó là 57 nha các cô chú. Đồng giá hết mấy anh ơi. Rồi. Cặp số 17 này con cũng giao lưu với cô chú với anh chị cũng 800 luôn. Rồi, đổi mấy anh ơi. Rồi, tiếp theo 18. Rồi em ơi, đó. Em hạo thân đại diện cho cô chú xem. Thân đại diện nó 13 nha các cô rồi, chú. Rồi 13. Dạ. Chiều cao là 57 nha các cô chú. Rồi. Cặp số 18 này con giao lưu với cô chú với anh chị cũng 800 luôn. Rồi 800 đổi mấy anh ơi. Rồi tiếp theo luôn 19. 9. Mai chiếu thủy nha bà con ơi, mai chiếu thủy đây. Trung nu đột biến gò công. Rồi đo luôn ơi. Hoành thân tại chiếc là 14 nha các cô chú. Cao luôn ơi. Chiều cao là 64 nha các cô chú. Rồi. Cặp 19 này con cũng giao lưu với cô chú với anh chị là cũng 800 luôn. Rồi đổi luôn mấy anh ơi. Chương trình con làm miễn phí ship nha các cô chú. Cặp số 20 này cũng như là cặp số cuối cùng luôn nha các cô chú. Rồi 20. Rồi xoay luôn đây 20. Rồi đó luôn. À, tại chiếc này là 13 nha các cô chú. 13. À, chiều cao là 57 nha các cô chú. Rồi. Mã số 20, mã số cuối cùng ngày hôm nay là con cũng giao lưu với cô chú với anh chị cũng 800 luôn. Tiếp tục là 800 luôn. Ship tới nhà. Dạ, chương trình con làm miễn phí ship nha cô chú. Rồi, vậy là cuối chào dạ. Con luôn. Cuối video thì con cũng cảm ơn cô chú những clip vừa qua xem kênh và ủng hộ cho con rất là cảm ơn cô chú với anh chị. Rồi.
tạm biệt hẹp lại ha. Dạ. Rồi tạm biệt hẹp lại mấy nơi. Cảm ơn mấy anh rất là nhiều xem và ủng hộ kênh ha. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Hẹn gặp lại. Rồi nhớ nhấn nút đăng ký kênh Bonsai Cần Thơ nha mấy anh. Cảm ơn mấy anh rất là nhiều luôn.